Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách nhân giống cái cây thảo lan chi nha cả nhà, sang môi trường thủy canh đó ha. Thì cái cây thảo lan chi này á, nó có rất là nhiều tên gọi nha cả nhà. Có thể người kêu là cỏ lan chi nè, lục thảo trổ nè, cây mẫu tử nè, cây điếu lan nè, cây lan móc nè, cây cỏ lan nè, hay cây dây nhện. Đó cũng đều là một trong số những cái tên gọi của cho cái cây là thảo lan chi nha cả nhà ha. Rồi đầu tiên cả nhà, cái cây này là từ cây cạn nha cả nhà. Thì mình nhổ ra, cả nhà tỉa bỏ cho mình những cái lá mà nó úa, thấy không? Đó, như mình trên clip mình làm nè, đó. Các bạn nhổ bỏ cho mình những cái lá úa ha. Rồi những cái lá mà nó héo hoặc là nó vàng, các bạn nhổ đi, đừng có tiếc ha. Rồi ở dưới cái rễ của nó, cả nhà thấy cái đoạn rễ nào mà nó bị thâm đen hoặc là úng úa rồi đó cả nhà, thì mình cũng nhổ hoặc là mình lấy kéo mình cắt đi ha, để cho qua cái môi trường mới á, mình nhân giống trong nước á, thì nó sẽ ra cái rễ mới ha. Đó, các bạn lấy cây pin á, các bạn nhổ như mình nha. Đó, rồi thấy cái nào mà nó đen đen hoặc là nó dơ thì đó, thì mình cứ cắt hết. Nhưng mà các bạn chỉ cắt những cái củ nào, cái rễ nào mà thúi thôi nha. Còn cái rễ mà khỏe tốt, màu xanh hoặc là rễ trắng thì mình để lại nha, để cho nó chuyển từ cái môi trường cây cạn mà sang môi trường cây nước đó cả nhà. Thì nó cũng còn một cái phần rễ để mà nó hút nước lên ha, chứ mình cắt trụi lũi luôn á thì cái cây nó sẽ yếu và nó sẽ chết đó ha. Rồi tương tự cả nhà tỉa cho mình nha. Rồi sau khi cắt tỉa xong đó cả nhà cho mình miếng nước và cả nhà rửa cho mình ha. Đó, rửa cho nó sạch cái rễ hoặc là những cái phần đồ dơ nó ra hết ha cả nhà. Còn các bạn mà có thể rửa dưới cái vòi nước băng tên cũng được ha, rửa với cái vòi nước máy cũng được. Hoặc cái này là mình đổ trong một cái thau nhỏ thì mình rửa thôi. Chủ yếu là mình làm cho nó sạch ha cả nhà ha. Rồi, đó, khi mà nó sạch sẽ rồi thì cả nhà cũng làm tương tự với cái cây kia ha. Rồi, như vậy nha cả nhà.
Rồi sau khi rửa xong đó cả nhà chuẩn bị cho mình một cái ơ này, rồi là cái chén tô cháo dinh dưỡng bằng nhựa đó cả nhà ha. Đó, hoặc là cả nhà có thể sử dụng cái chậu nào cũng được, tùy do mình có cái gì mình sử dụng cái đó thôi ha. Rồi cho mình một ít nước sạch nha cả nhà. Nước này là nước máy cũng được, nhưng mà các bạn phải để qua đêm ha, không có mùi clo là được rồi ha. Rồi cả nhà cho mình một cái viên B1 vô nha. Tại vì cái B1 thì nó kích thích cái cây nó mau ra rễ đó ha cả nhà ha, chất điều hòa sinh trưởng đó nó rất là tốt nha. Rồi ở trên cái nắp đó cả nhà khoét một cái lỗ cho mình để cho cái lá của cái cây thảo lan chi này nó vươn ra ngoài đó ha. Cái này tùy theo mình thiết kế thôi, thì cái cây mình lớn thì mình khoét cái lỗ nó rộng ra chút xíu, còn cây mình nhỏ nhỏ vừa vừa thì mình khoét y như là cái cây trong clip của mình nha. Rồi cả nhà chỉ việc đóng nắp lại và để trong cái môi trường ánh sáng vừa ha, hoặc là cái mái hiên cũng được nha cả nhà. Tại kỳ đầu á, lúc trong 1-2 ngày đầu thì cái cây nó hơi là yếu, cho nên mình bỏ trong cái môi trường ánh sáng vừa thôi, thông thoáng gió là được ha. Rồi sau đó cả nhà 1-2 ngày cả nhà thay nước cho mình ha, châm nước mới vô nha. Nếu mà 1-2 ngày đầu á, cả nhà cũng chưa vội bỏ cái viên B1 cũng được, trừ khi là 1-2 ngày sau đó đó rồi mình bỏ viên B1 cũng được ha, tại vì khỏi thay cho nó uổng cái viên thuốc đó cả nhà. Còn không thì cả nhà cho luôn cũng được, muốn cho nó mau ra rễ thì cứ bỏ viên B1 vô, nhưng mà 1-2 ngày thì cả nhà thay nước một lần ha. Rồi khi mà nó ra cái rễ nước đó cả nhà thì mình sẽ tiến hành mình chăm, nhưng mà cả nhà nhớ chăm như thế này nè nha. Khi mà đổ nước á, cả nhà thấy mình làm không, chỉ có bằng 50% cái rễ thôi ha cả nhà ha, không có được đổ lên quá cái rễ nha. Tại vì cả nhà mà để cái mực nước mà nó lên cao quá hơn cái rễ á thì nó sẽ úng thúi cái cây đó cả nhà ha. Mình chỉ xăm xắp 1/3 hoặc là 50% của cái rễ thôi nha cả nhà. Đó, cái điều này là cái điều cần thiết đó, để sao có nhiều bạn nó thuần qua cây nước là nói sao là cái cây của mình nó cũng đổ nước như vậy mà sao hay bị chết này kia kia nọ, là tại các bạn đổ nước nhiều quá nó lấp qua cái rễ thì cái cây của mình sẽ thối nhũng và cái cây của mình đã bị chết thôi thôi cả nhà ha. Đó rồi cái cây thứ hai này thì tương tự giống như vậy nha cả nhà. Đó, cả nhà làm theo rồi bắt đầu cả nhà cứ thay nước trong 1 tuần đầu thì từ từ nó sẽ ra rễ nha, nó sẽ ra rễ mới, và cái rễ đó thực sự là cái rễ nước, cho nên là nó ngâm trong nước luôn, nó cũng không có sợ mục y như là cái rễ của cây cạn nha cả nhà, cho nên mình cũng thoải mái ha cả nhà ha. Rồi thế như vậy là xong rồi nha. Rồi mình sẽ đem cái cây ra mình review cho các bạn xem nè nha. Đó cả nhà, cái cây mình này mình trồng được 1 tháng rồi nha cả nhà, tức là mình thuần qua môi trường nước được 1 tháng rồi đó cả nhà xem nè. Rễ của nó là toàn bộ là rễ nước hết ha cả nhà ha. Đó, cả nhà thấy không? Toàn là rễ trắng thôi. Cho nên mình ngâm hết cái phần rễ này trong nước luôn, cũng không có sợ bị úng ha. Y như là rễ cạn ha cả nhà ha. Cái rễ cạn thì mình sợ úng, chứ cái cây này nó đã chuyển qua rễ nước rồi, cho nên là nó sống được rồi. Cả nhà thấy lá của nó nè, xanh mơn mởn rất là đẹp ha. Xanh rồi, mình chỉ sử dụng là B1 thôi đó cả nhà, chưa có sử dụng là phân thủy canh đó. Cả nhà nếu mà muốn tốt hơn nữa thì cả nhà cứ chăm cái dinh dưỡng thủy canh đó ha cả nhà ha. Thì vài bữa mình sẽ có cái clip mình sẽ giới thiệu cái cách chăm dinh dưỡng, phân dinh dưỡng thủy canh cho cả nhà để biết sử dụng ha. Mình sẽ nói trong những clip khác nha cả nhà. Đó, bây giờ mình chỉ chăm nó lại cái dung dịch chăm nước, rồi mình chăm lại cái viên B1 để cho nó ấy thôi, nó sống thôi. Nhưng mà B1 mình thấy nó vẫn sống tốt, bình thường ha. Đó, cả nhà làm theo cái cách của mình thì ok, cái cây của mình nó sẽ ra rễ và nó sẽ sống tốt thôi, rất là sạch sẽ. Mình mang vô trong nhà chơi cũng được ha, đợi mái hiên cũng được nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà yêu thích kênh của mình và cái cách làm của mình, cả nhà nhớ like và chia sẻ giùm nha cả nhà. Đồng thời cả nhà đừng có quên đăng ký kênh nha. Cả nhà đăng ký kênh thì những cái video tiếp theo đó cả nhà thì cả nhà sẽ đón được xem và xem miễn phí nha cả nhà ha, rất là tiện. Mình sẽ có kiến thức gì về bên cây cảnh hoặc là cá cảnh, cây thủy sinh gì đó, những cái
môi trường cây mà trồng trong nước đó thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà hết ha, để ai cũng có thể trồng cây được ha. Và cả nhà yêu mến mình thì có thể comment ha, hoặc là những gì mà không biết thì có thể thắc mắc, hoặc là trong clip này thì có thể bình luận cho mình ha. Và mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.